cuộc kháng chiến chống Pháp ở Việt Nam, và nhiều lần thực hiện các cuộc ngũ sát nhắm vào các sĩ quan Pháp và những người Việt cộng tác đắc lực với chính quyền thực dân Pháp. Tháng 12 năm 1949, trong một chuyến công tác tại đất đỏ, cô bị quân Pháp bắt. Cô đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Thank you.
Thank you.
một tiết mục vô cùng tuyệt vời. Để góp phần tạo nên không khí sôi động, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn chào đón tiết mục nhảy hiện đại của chi đoàn lớp 10G. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.